Hello anh em nhá. Thì lại là mình, Phước Lộc Cao Minh đây. Người hài đẹp trai của mấy em đây. Okay. Thôi xàm xí xíu hồi, quay lại vấn đề chính đi. Để xem mấy bạn có trả lời đúng câu hỏi mà Lộc đề ra video trước không nha. Sắp đến Tết rồi nên là giải hơi bị to đấy. Nào, câu trả lời đầu tiên. Trong chàng solo anh bắn được bao nhiêu kill headshot? Đáp án là 7 kill headshot. A đồ, hàng này cũng được phết nhờ. Chúc anh một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe bên người thân nha. Thôi được rồi, cái hàng này nó có lời chúc nên là thôi mình tặng luôn nha. Mời đẹp, mời đẹp. Y đi mày đâu, nạp liền. Không có nói nhiều, đợi gì nữa. Để coi cái gì tiếp theo đây. Trong trận đấu solo của anh được bao nhiêu kill headshot? 7 kill headshot nha anh. Ôi dồi, lại đúng tiếp rồi. Năm 2024, hoa mai nở, chim miến bay về, báo hiệu một mùa xuân lại đến. Chúc anh Lộc năm mới trăm điều như mơ, ngàn điều bất ngờ, triệu điều hạnh phúc nha. Không biết có gian mẫu không nữa, nhưng mà được 12 like, 4 cái phản hồi nè. Thôi không sao, nói lòng vòng một xíu nhưng mà vẫn hay được rồi. Chốt luôn cho bạn này luôn nha. Và Lộc sẽ lại tiếp tục tạo event cho mọi người chơi nhé. Câu hỏi đặt ra là đối mọi người, nam chính và nữ chính có đến được với nhau hay không? Bạn nào mà trả lời đúng sẽ nhận được ngay 5.000 kim cương nhé. Yêu cầu của Lộc chơi là phải like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì vào video nào mọi người, let's go. Mấy ngày nay cũng chẳng thấy nó on game, cũng chẳng hềm nói với mình một câu nào luôn. Thế mà nó nói anh em như thể tay chân, chán thật đấy. À, để tôi kể cho mọi người nghe nhé. Tôi có một thằng bạn thân và một đứa bạn thân khác giới nữa. Mọi người đừng nghĩ gì nhiều nha. Tôi biết cho mọi người đang nghĩ gì đó. Nhưng mà thật sự bạn thân khác giới của tôi đã chơi cùng tôi được 7 năm rồi. Mọi người thường hay thấy những cái tình tiết như là yêu bạn thân hay là thế này kia chẳng hạn. Nhưng mà thật sự bọn tôi cũng không có gì đâu. Chắc phải gọi Tào Tháo và chị Game mới được. Chứ lâu lắm rồi nó cũng không chơi cùng mình. Kể ra thì cũng chán. À đây rồi, mấy hôm không gặp mày tới công chuyện với tao. Ê thằng kia, tại sao? Giúp tao một lần này đi Lộc ơi, tao không muốn đâu. Hả, mày nói cái gì vậy? Bao nhiêu hôm không gặp mày, bây giờ mày nhờ giúp là sao? Cứu tao đi mà Lộc. Chẳng lẽ mày định bỏ rơi thằng bạn này sao? Lúc mày khó khăn nhất tao ở bên, vậy mà mày nỡ lòng nào? Thôi được rồi, có chuyện gì? Bình tĩnh kể tao nghe đi. Thì bạn anh thua kèo không định trả em, nên bây giờ muốn gỡ đấy. Thua kèo á? Mày lại vậy nữa rồi. Tao chờ rồi mà Lộc ơi, giúp tao lần này đi. Tao không giúp được mày đâu, giúp mày bao lần rồi. Mày cũng hứa với tao là đã sửa đổi, nhưng mà có thấy đâu. Bây giờ là hành ra thế này nữa. Thật sự tao rất thất vọng về mày luôn. Mà đúng như cái tên. Thì mày cũng biết tính tao rồi mà. Lần này mày giúp tao đi. Tao hứa sẽ không có một lần nào tao như này nữa. Hay, thôi được rồi, bạn tao hưu kẹo gì cô vậy? Bạn anh thua tôi một lần gánh tôi, nhưng mà không định trả muốn gỡ. Giờ nếu anh solo thắng thì coi như không có một tuần nào cả. Nhưng nếu anh thua thì bạn anh sẽ phải gánh tôi một tháng, ok? Thôi xui nè, mày báo quá, tao không gánh nổi đâu. Ơ kìa Lộc, mày đâu phải người phụ bạc như vậy đâu. Mày luôn giúp tao những lúc tao hoạn nạn mà. Nhưng mà mày hưu người ta bao nhiêu? Với cả bắn hay gọi thì tự gánh bản thân mình không được hả? Mà còn kèo cọt gì? Nói chung là anh có trả kèo không? Để tôi có biết được đâu mày. Để xong người khác thấy còn nếp bản mặt của anh ra chứ. Trả, tôi sẽ trả cho cô mà. Nhưng cô đợi tôi một lúc để tôi thuyết phục bạn tôi đã. Thuyết phục cái gì? Tao không có thời gian để nghe mày năn nỉ đâu đó. Với lại mày hưu người ta thì trả kèo cho người ta đi. Giúp tao nốt lần này đi mà Lộc. Gốt cuộc thì mày hưu người ta bao nhiêu? Mà trình tao với mày nghe ngay nhau, mày hưu người ta chắc gì tao đã thắng nổi. Tao thua có 4-0 thôi. Mày giúp tao lần này nhé. Xin mày đấy nốt lần này thôi, không tao đi mất. Cái gì cơ? 4-0 á? Vậy làm sao tao thắng nổi mày nhà tao? Cố giúp tôi lần này đi mà bạn. Tôi sẽ nhớ ơn bạn suốt đời này luôn. Không là không. Tao thắng thì không sao, còn tao thua tao áy náy lắm. Tốt nhất bị đứa nào làm thì đứa đó chịu đi. Có một tuần thôi chứ mấy, mắc gì nhà tao vậy? Nhưng mà tao có công chuyện gấp lắm rồi. Mày cố gắng giúp tao lần này đi, không tao sẽ lỡ mất. Nhưng nếu tao thua thì thời gian một tháng đó cũng lỡ mà. Không sao cả, mày phải tự tin vào bản thân mình chứ. Hay, thôi được rồi, vậy tao giúp mày nốt lần này. Nhưng chỉ lần này thôi, nhớ chưa? Sẽ không có thêm một lần nào nữa, tao giúp mày nữa đâu. Cảm ơn mày nhiều Lộc ơi, đúng là anh em tốt của tao mà. Chúng tôi thỏa thuận xong rồi, để bạn tôi tạo phòng rồi solo luôn nhé. Hay, sao tự nhiên mình lại nhận lời làm chi chứ? Cứ chịu cậu ta ghét rồi cậu ta xin thử. Đáng lẽ ra mình phải cho cậu ta chịu hậu quả một lần cho cậu ta chừa đi. Thôi, lỡ lời rồi, giúp thì giúp cho chót vậy. First blood. First blood. First
blood. First blood. First blood. First blood. First blood. Rồi sao mình hô mất tiêu. Thôi cho cậu ta tự chịu trách nhiệm một lần cho cậu ta nhớ đi. Rồi lần sau đừng chơi kèo này nữa. Hey, không biết bạn mình đi đâu rồi nhé. Nếu nó không trả kèo thì chắc chắn người đó sẽ là mình đó. Trời ơi là bạn báo tôi dữ vậy. Tôi còn bao nhiêu việc phải làm chứ có phải chờ bạn báo tôi đâu. Hiện lên và bắt đầu trả kèo cho người ta đi. Bạn báo tôi quá báo rồi đó. Rồi xong người ta mời rồi. Giờ tôi là đứa gánh hậu quả luôn hả? Giờ tính sao đây hả ông kia? Bạn ông trốn cả rồi thì ông phải trả kèo cho tôi chứ. Nhưng mà tôi... Không có nhưng nghĩ gì hết á. Rồi ông phải trả kèo cho tôi đó. Không thì đừng trách tôi độc ác. Đúng là cuộc đời tôi không ngờ khổ thế này. Má hàng xuân nha, tôi sẽ nhớ mày lần này đó. Thôi được rồi, trả thì trả. Dù sao cũng chỉ là một tuần ngắn ngủi thôi mà. Ơ kìa, sao lại là một tuần thế? Trước khi solo là một tuần. Giờ cậu solo thua rồi thì phải lên là một tháng chứ. Thôi xong rồi, một tháng liền hả? Làm sao? Rồi có định bùng tôi hả? Hay là coi giảm cho tôi một chút chút được không? Tôi có rất nhiều việc của mình phải làm. Mẹ ơi, chuyện gì ra chuyện đó chứ? Rõ ràng là cậu thua tôi mà. Thôi, vậy tôi đành phải chấp nhận. Mà gõ gàng, cậu bắn hay rồi mà. Tại sao lại phải cần người gánh vậy? Thì kệ tôi, thế giờ cậu có ý kiến gì không? Hay là để tôi... À thôi mà cô nương, tôi làm gì có ý kiến gì? Vậy tôi vào trận nhá, để lâu nó mất hay. Gánh tôi thì cũng phải ngồi xuống trụng đầu đi chứ. Ủa đâu ra cái lực đó vậy? Luật của tôi là như vậy đó. Sao, anh thích ý kiến gì không? Không sao, chỉ cho một tháng thôi. Một tháng thôi. Cái gì cơ, tầng một tháng như vậy cơ. Anh có vẻ có ý kiến nhiều nhỉ? À không, không có gì, tôi có ý kiến gì đâu. Ừ, vậy thì tốt. Để xem thái độ của anh thế nào, tôi còn xem xét. Mong cô chiêu cố cho. À đúng rồi, nãy giờ tôi còn chưa biết lai lịch của cậu nữa nha. Ừ ha, tôi cũng quên mất. Mà thôi, cũng có một tháng thôi mà. Biết nhiều làm cái gì? Ơ kìa, sao cậu vui như vậy? Biết thì biết thôi chứ, còn phải lý do nữa hả? Thôi, cậu cứ giới thiệu đi. Mà thôi, tôi giới thiệu trước cho. Tôi tên là Bảo Nhi, hiện tại cũng đang đi làm bình thường thôi. Còn tôi tên là Phước Lộc, tôi cũng như vậy. Rất vui được cậu gánh trong thời gian sắp tới nhá. Vui vui cái, à mà quên mất. Tôi cũng rất vui khi được chơi cùng cậu. Tôi tưởng cậu dám có ý kiến gì. À không, tôi làm gì dám có ý kiến gì chứ. Nãy giờ tôi đã rất vui vẻ mà. Tạm tin cái mặt cậu đấy. Tôi nhìn lúc nào cũng đáng tin mà nhé. Vậy nên giờ mới ở đây chứ, không thì tôi không hẹp đâu. Vì cậu đáng tin nên mới bị tên bảo thủ kia lừa đó. Vậy mà cô vẫn bắt tôi trả kèo hay cho tên đó. Cô không có lòng hơn người gì cả. Ê này nha, chuyện gì ra chuyện đó nhá. Có chơi có chịu đâu cậu ơi. Có phải tôi cũng muốn cậu gánh đâu. Nhưng mà do thân kia bịp tôi nên tôi chỉ còn cậu thôi. Hay cậu muốn bạn mình mang tiếng xấu đây? Ờ hay là như vậy nhỉ. Gõ gàng là lỗi của nó mà. Sao mình phải chịu? Hay là cô đăng bài luôn đi cho nó chừa. Lần sau không báo tôi nữa. Chứ mấy lần nó nhờ tôi giúp rồi, mai mà cứu được. Đến lần này thì mất tâm luôn. Ấy không. Nếu tôi đăng bài thì anh cũng là đồng phạm. Vì giúp mà còn không trả kèo, vậy nên tôi cũng nặng đấy. Ờ kìa, tự nhiên liên quan gì đến cái tôi nữa hả? Thì rõ ràng rồi, suy nghĩ được kỹ vào nhá. Vậy thôi, không sao cả, chỉ một tháng thôi mà. Kiểu gì tôi cũng sẽ làm được cho mà coi. Ê nhóc, like tôi đi kiếm địch coi. Gì? Tại sao tôi phải like cậu chứ? Thế cậu có like không thì bảo. Được rồi, tôi like là được chứ vậy, ngồi im bấm chắc nhá. Ôi, mắc lái. Trời ơi, cậu có biết đi xe không vậy? Không sao, tôi lục nghề xíu hồi. Nhớ đi cho nó cẩn thận đấy, không muốn tiểu thư cắt đầu nhà mi đó biết chưa? Vâng ạ, tôi biết rồi, thưa Bảo Nhi nương nương. Chưa mà có định đâu, cẩn thận. Ủa gì vậy? Tôi còn chưa được miếng nào mà bị. Thế anh có ý kiến gì không? Ai nhìn thấy hơn thì người đó được thôi. Bỗi tôi đấy à baby boy. Thôi ngoan đi chị Thương. Chở chị đi chơi đi. Chị cho khẽ. Ai mà thèm đi chơi chung với cô chứ. Ok kìa, tôi nào baby boy. Ở tay anh có hai mạng mà sẽ thành như thế này luôn vậy trời. Thôi cô đi một mình đi. Gánh cô miễn được top 1 là được chứ vậy. Thế thì chả lắm. Tôi muốn anh đi cùng cô.
cứng lại ngay, không đặt tới câu chuyện với tôi này. Không hết đấy, còn sao nào? Bỏ lên xe đưa chị đi chơi, đừng để chị nóng. Hơi mệt với chị đi nhá. Tạm tha cho cô lần này đó nha. Mà đừng gọi tôi là Barbie Boy nữa, nghe cứ sao sao ấy. Ok Barbie Boy. Hai, 3 phần bắt lượt, 7 phần luôn chịu. Trong nhà này có định, để tôi xử lý nó. Rồi xong, muộn mất rồi. Tí nữa là được thêm bạn nữa, phải ngon không? Gì nhanh vậy? Tôi chưa kịp thấy mà. Nhanh chăng thì còn, chậm chăng thì đúng là cũng còn đó. Nhưng mà còn cái nè. Ê, cậu nói gì vậy? Dám thách thức tôi hả? Được rồi, xem chị đây xử lý cậu thế nào. Phía trên đang có biến ấy, cẩn thận. Ơ kìa, cố lên lậu ơi. Ôi giời, toàn mấy con bot. Tưởng gì chứ, làm sao mà làm khó được thằng Lộc này. Ủa gì vậy? Này thì gáy nè, chừa nhà bé cưng Barbie Boy. Tôi không cam tâm. Thôi, để ngày mai lại tiếp tục nhá. Hôm nay đến đây thôi. Giờ tôi có chút việc gấp rồi, hẹn cậu ngày mai nhá. Được vậy, chào cậu nha. Chính gà cũng đáng yêu chứ bộ. Ủa sau này em có Quỳnh lại mời mình vậy ta? Chào Lộc nha, lâu rồi mới gặp. Ủa, anh có Quỳnh đâu, mà sao lại chết này? Em tôi đang bận nào đi bắn cớt rồi, nên tôi đến tạm bạc nói chơi cho đỡ chán. Lại là thằng này nữa hả? Anh đã bảo bao nhiêu lần với em là anh không thích chơi cùng nó rồi mà Quỳnh. Sao em vẫn dẫn tên nghèo hèn này vào đây làm gì vậy? Nhưng đây là đứa bạn thân duy nhất của em mà. Với cả em thấy là cũng bình thường, có làm sao đâu mà anh không thích cậu ấy. Không thích là không thích thôi, cần phải có lý do nữa hả? Anh vô lý vừa vừa thôi chứ. Thôi Quỳnh ơi, không sao đâu. Giờ tao ao cho hai người chơi với nhau là được ý mà. Cậu không cần phải đi đâu cả, cứ ở yên đây. Nếu anh không thích chơi cùng bạn em thì anh đi ta đi, cho bạn em còn chơi. Mà vì bạn thân em mà em còn đuổi cả anh hả Quỳnh? Thôi vô trận đi. Này cô em xinh đẹp, xin cho anh hỏi em đã có người yêu hay chưa? Chưa thì có thể xem xét cho anh một cơ hội nhé. Ủa, người yêu anh đang ở đây mà, anh nói thì vậy Hưng. Vậy thì chắc chắn anh có cơ hội rồi chứ nhỉ? Anh... Gì vậy, đang chơi cùng nhiều mà còn nói chuyện cưa cảm của cái khác hả? Chuyện của mày à tên kia, bớt xíu vào chuyện của người khác lại. Nhưng anh làm tổn thương bạn tôi không thể nào chấp nhận được. Chỉ là bạn thôi mà, cần gì phải làm căng lên vậy chứ. Thật chơ chén. Bớt xíu vào chuyện của người khác lại. Còn em gái, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh nghĩ chúng mình mà đi cùng nhau chắc là đẹp lắm đấy. Ui giời, có gì đâu mà hiểu lầm em. Nốt trận chúng ta ra chi riêng nha, để tìm hiểu được nhau kỹ hơn. Anh nói vậy mà nghe được hả? Vậy còn em thì sao? Không phải em còn đứa bạn thân vô dụng kia sao? Vậy thì em đi mà chơi với nó đi. Này hai người, làm gì vậy hả? Gõ gàng anh còn, đang là nghiêu của bạn tôi cơ mà. Tại sao anh lại làm như vậy? Hậu quả là do cô tự chuốc lấy. Mày đi mà an ủi đi. Sao anh có thể sống vô trách nhiệm như vậy được? Nghiêu mình ở đây mà vẫn đi chụm đầu với cô gái khác. Tại vì anh ấy trân trọng tôi, muốn yêu thương tôi hơn là chị kia, phải không anh đúng yêu? Đúng rồi đó, con cô thì lượn đi. Tôi chẳng ngấy cái cảnh ngày nào cũng phải giả vờ rồi. Chúng ta chia tay đi. Cái gì vậy trời? Vậy rốt cuộc bao lâu nay anh quen bạn tôi là vì cái gì? Tại vì tao thích cảm giác chinh phục, thế thôi. Còn bây giờ tao nói tìm được tình yêu đích thực của đời mình, vậy thì cô ta phải nhường chỗ thôi. Đáng lẽ ra lời nói chia tay là từ tôi mới phải. Anh làm gì có tư cách gì để nói những lời ấy. Đúng là một tên đàn ông. Thôi, không phải nói như làm gì. Ai là người khóc sướt mướt, cầu xin tôi đừng bỏ đi. Chắc giờ cô đang suy sụp lắm rồi đúng không? Cũng có để làm gì đâu. Đúng thật là chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Vậy mà tại sao cậu vẫn yêu được hắn ta về quên? Tôi xin lỗi, cũng là do tôi ngu ngốc quá nên mới xảy ra như vậy. Giờ cô mới nhận ra hả? Vậy thì đã quá muộn rồi. Cuối cùng cô vẫn là kẻ thua cuộc thôi. Không hiểu sao người nhà anh coi hốt cái những cậu như vậy nữa. À mà cũng đúng thôi, người như thế nào thì lời lẽ phải ánh tính cách mà. Mày nói vậy ý là sao hả thằng kia? Ý mày là tao không đàng hoàng hả? Không những vậy, anh còn là một tên khốn nữa. Này, mày sẽ phải trả giá đó. Trả giá với những chữ mày đã nói ra. Đừng trách tao độc ác. Từ giờ coi như chẳng cần phải làm phiền gì nhau nữa. Tôi cũng cho anh biết một chuyện luôn, cái ghế mà anh đang ngồi thì cố gắng mà tận hưởng thêm 1-2 tiếng nữa đi. Mày nói vậy là có ý gì hả con nhỏ kia? Đừng đe dọa tao bất cứ một điều gì, đó là nguyên tắc mày biết mà. Để tôi xem.
không có gì phải buồn vì tên đàn ông tệ bạc đó đâu. Lộc vẫn còn rất nhiều anh đẹp trai để Lộc giới thiệu cho Quỳnh nhé. Thôi cần gì, có anh đẹp trai sẵn đang đứng cùng đây gì. Ủa gì vậy trời? À không có gì đâu, đừng có để ý những lời tôi nói. À ok luôn nhé. Mà cũng lâu lắm rồi, Lộc cũng không có ý định tìm hiểu. Thôi tìm hiểu làm gì, rồi sẽ có những cô gái như tình kia thì mệt lắm. Thời gian này Lộc muốn tập trung vào sự nghiệp, không muốn hẹn hò với ai cả. À vậy thì Quỳnh hiểu rồi. Mà còn cậu nữa, tôi đã cảnh báo rồi mà vẫn đâm đầu vào. Không sao cả, sau chuyện này tôi sẽ sửa, không có để bản thân chịu thiệt thòi lần nào nữa đâu, cậu yên tâm đi. Nếu mà được như vậy thì tôi mừng cho cậu. Tên này vào đây làm gì? Mày với Quỳnh chẳng phải đã chấm dứt rồi sao? Giới thiệu với Quỳnh, người yêu mới của tôi. Đúng là tùy tiện thật, vừa mới gặp đã trở thành người yêu rồi. Nói luôn đi, vào đây có mục đích gì? Kiếm kèo 2v2 vui vẻ chơi chơi. Nếu chúng tôi thắng thì chúng tôi lấy mỗi người 5kkc và ngược lại. Và kèm thêm một lời xin lỗi nữa. Xin lỗi? Đúng rồi đó, xin lỗi vì đã xúc phạm anh yêu của tao. Ghê thật đấy, mới vậy đã tiến triển nhanh hả? Tôi từ chối. Ơ kìa, thú vị mà. Thôi bây giờ thế này đi, bọn tôi không cần kim cương của mấy người. Nếu bọn tôi thắng, tôi cần hai người xin lỗi Quỳnh một cách chân thành nhất. Đúng là đồ não ngắn, mày nghĩ mày có thể thắng được tao sao? Cứ thử đi rồi biết. Đừng dính dán gì tới họ Lộc ạ. Kệ họ đi, chúng mình làm việc của chúng mình. Quỳnh, không có việc gì phải sợ cả. Có tôi ở đây sẽ không ai bắt nạt Quỳnh được hết. Vậy nên đồng ý nha. Thôi được rồi, nghe theo cậu vậy. Bây giờ tôi tập học, nhớ đúng lời hai người nói đó. Giờ còn gì để nói nữa không hả? Nhưng bọn tao không trả kèo đây, rồi làm sao? Alo ạ, sếp gọi em có việc gì ạ? Sao cơ, nghỉ việc ạ? Xin lỗi, nhưng em có làm gì đâu sếp. Chuyện này, tôi và cô chưa xong đâu Quỳnh ạ. Không ngờ bao nhiêu lâu nay cậu là một chủ tịch trẻ nha. Vậy mà cứ giấu không cho ai biết cả. Thôi, nay Quỳnh mệt rồi, để khi khác nói chuyện ha. Vậy cậu nghỉ sớm đi, tôi cũng nghỉ luôn đây. Gánh nhiên cũng được một tuần rồi, kể ra thì cũng vui. Còn 3 tuần nữa thôi á, sao thời gian trôi qua nhanh vậy nhé. Thôi không ổn rồi, có khi nào mình lại thích cô ấy không? Chắc là không phải đâu, thôi kệ. Sao giờ cô ấy vẫn chưa mời mình nhé? Bình thường con game cái là thấy mặt mũi liền rồi mà. Hôm nay hơi delay đó nha. Ủa sao bạn thân mình lại mời vậy nhé? Hôm nay có lại nít rồi hả?
Thì đương nhiên rồi, nick của Quỳnh mà, có gì mà không lấy lại được cơ chứ. Gớm bạn, cũng ghê lắm cơ. Tất nhiên, bạn thân của Lộc nó phải như thế chứ. Ơ, ai đây Lộc? Sao cô lại bắt chước tôi? Giới thiệu với Quỳnh, đây là Nhi, người mà tôi phải trả kèo cho Sun đó. Còn giới thiệu với Nhi, đây là Quỳnh, bạn thân khác giới mà tôi hay kể với cậu đó. Rất vui được làm quen. Rất vui được làm quen với cậu. Thôi, chúng ta vào chặng luôn ha. Chứ đứng nãy giờ cũng mỏi chặng lắm rồi. Hôm nay Barbie Boy của chị lại không nhôm trước à? Rõ ràng em tuyệt lắm mà. Ơ kìa, sao lại tuyệt lắm là thế nào vậy Lộc? Tôi có gì đâu mà, tôi vô tội. Ngon nhờ, trận này ghép phải em gái xinh. Lần này có mà húp no rồi. Đừng có mà ăn nói hàm hồ, không thì biết tay chị đấy. Không biết gì thì đừng có nói ngay chưa tên kia. Không là tới cũng chuyện với bà. Ôi, chưa có tí mà như động phải hang cọp vậy. Vậy chủ nhân của hai con cọp này là... Nói được câu nữa xem đây kìa. Không là tới cũng chuyện với chị đó nha. Bên là có người kìa, để tôi qua giúp. Thôi không cần đâu, tôi xử lý xong rồi. Nãy giờ Lộc lúc được nhiều đồ chưa? Để tôi cho nè. Lộc phải lấy đồ của tôi chứ, phải không Lộc? Lộc qua đây lấy đồ của tôi này. Không, phải qua lấy đồ tôi mới được chứ. Của tôi nhiều hơn. Của tôi. Của tôi mới phải. Chắc chắn Lộc sẽ lấy đồ của tôi thôi. Cô nghĩ gì vậy? Rõ ràng là sẽ chạy đến bên tôi rồi. Giờ cậu chọn đi, tôi hay cô ấy? Cô ấy hay là tôi? Cái cậu làm vậy tôi khó xử lắm. Giờ thời điểm căng thẳng đến rồi, căng 4 hạt ngầu tặng hai em ghẻ mới được. Gì thế này? Thôi xong rồi, hình như trước mình cho Sun nó mượn nét. Gọi tôi gọi còn đâu nữa. Lộc ơi, tôi có điều muốn nói. Nhường cậu nói trước đây. Thực ra tôi thích Lộc. Lộc là người yêu tôi nhé. Tôi xin lỗi, nhưng tôi có người trong lòng rồi. Xin lỗi cậu nhé. Vậy thôi, cảm ơn Lộc vì thời gian qua ở bên tôi nha. Dù có một tuần ngắn ngủi như tôi rất hạnh phúc. Ủa, sao tự nhiên cậu lại đổi đồ này? Thì tôi hay đẹp bên tao mặc thôi. Nãy cậu nói có chuyện gì muốn nói với tôi mà. Sao, nói đi. Chúng ta làm bạn bao nhiêu lâu như vậy rồi. Thực ra tôi thích cậu. Cậu cho tôi một cơ hội nhá. Tôi hứa sự lựa chọn này của cậu sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Phước Lộc, em yêu anh, làm người yêu em nha. Anh đồng ý. Từ giờ anh sẽ là người che chở cho em, không để tên nào bắt nạt em nữa đâu.